Sau đây là kết quả xổ số Gia Lai thứ 6, ngày 19 tháng 4 năm 2024, giải 8, các vé tận cùng mang số 8, 7, giải 7, các vé tận cùng mang số 3, 6, 0, giải 6, các vé tận cùng mang số 6, 8, 0, 3, 4, 3, 6, 3, 1, 4, 3, 6, giải 5, các vé tận cùng mang số 8, 5, 1, 5, giải 4, các vé tận cùng mang số 1, 6, 0, 5, 2, 1, 6, 8, 4, 9, 0, 6, 3, 9, 4, 9, 4, 1, 8, 4, 1, 8, 9, 9, 3, 4, 8, 8, 2, 6, 2, 2, 3, 0, 1, giải 3, các vé tận cùng mang số 1, 0, 7, 9, 6, 6, 8, 4, 1, 3, giải nhì, các vé tận cùng mang số 8, 5, 7, 7, 7, giải nhất, các vé tận cùng mang số 5, 8, 6, 8, 3, giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 1, 4, 7, 9, 9, 1. Sổ số Gia Lai được tường thuật trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất tại website sổ số.mobi. Chúc các bạn may mắn, yêu các bạn.